chụp cái này vỏ cho anh ta coi. Ôi tím, cái này là có trái luôn. Có trái luôn. Còn cái này chuẩn bị nó ra trái, nó vô bông rồi nó mới ra trái. Ổi tím đây cả nhà ơi. Dạ, trái ổi là ảnh màu tím. Đó, cái lá màu tím luôn. Như cái bông là ảnh màu như vậy. Ổi tím. Chụp cái này vỏ kia cho người ta coi. Chụp cho người ta thấy trái.